Xong nhà xin chào cả nhà nhá. Em lên sóng con TR3 vừa dọn xong rất là đẹp các bạn này. Cái dòng TR3 này nó là ngon bổ rẻ lành bền đấy ạ. Giống hệt như TR5, 6, 7, 8, 9 nhưng mà nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì nó đời trước thôi ạ. Còn tính năng tất cả mọi độ bền thứ như nhau hết các bạn nhá. Từ kích thước cho đến tất cả. Nói chung em tóm lại một câu là giống hệt các cái đời 5, 6, 7. Đấy, còn 89 nó khác cái cánh này chút thôi. Còn từ kích thước hay đầy tính năng đều như nhau hết. Con này lưng tôn rất là đẹp các bạn này. Cuối năm rồi cũng không sắp nghỉ được, vậy không còn nhiều hàng đây, còn một hai con dọn nốt này. Máy đẹp 2010 các bạn nhé, series là 1467, máy quá đẹp luôn, rửa nước nóng bọc luôn, đẹp nghi ngút luôn. Chiếc này em bán là 2.9 triệu, bảo hành 5 chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc ạ. Phí vận chuyển 150.000, biến áp 500.000 nếu bác nào mua nhé. Chào các bác.